Đêm nay miền Bắc đón đầu không khí lạnh đầu tiên, có nơi dưới 19 độ C. Ba mẹ con ở Nghệ An bị nước lũ cuốn trôi trên đường về nhà. Xuống suối vớt xe máy, người đàn ông ở Bình Phước bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Tàu cá Kiên Giang bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm, 14 người dân rơi xuống biển. 100 cảnh sát bao vây khám nhà ông trùm khoáng sản ở Bình Thuận. Kính chào quý vị, mời quý vị cập nhật tin tức mới và nóng cùng Chuyển động Duyên Hải trưa ngày 21 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay và sáng sớm ngày mai, ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 22 đến 23 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển mát, vùng miền núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Trên biển từ gần sáng ngày 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Từ sáng sớm ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Bình, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng từ mưa bão kéo dài, tỉnh lộ 323 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể di chuyển. Chiều qua tại km 43 tỉnh lộ 323 nằm trên địa bàn xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bị sạt lở gây tắc đường, các phương tiện không thể di chuyển, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Do đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã có văn bản về việc phân luồng tổ chức giao thông đoạn km 43+750 đến km 43+800, DT323 địa bàn xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng. Đồng thời thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua đoạn km 43+750 đến km 43+800, DT323, bắt đầu từ 17h30 phút ngày 20 tháng 9 đến khi sửa chữa xong vị trí sạt lở hoặc đến khi có thông báo mới. Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với đó, các công trình hồ, đập xả lũ và tử tràn đã gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở, nên chính quyền địa phương các cấp đã khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Hôm qua, mực nước trên các sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố đã dâng cao gần lên mức báo động 2, sông La ở mức báo động 1. Chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt tại các vùng ven sông Rác, sông Ngàn Mọ, huyện Cẩm Xuyên đã di dời 21 hộ dân với 55 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Các huyện Hương Khê, Thạch Hà cũng đã tổ chức di dời các hộ dân ở vùng trũng thấp. Cũng tại tỉnh Hà Tĩnh, mưa to, gió lớn, sóng biển dâng cao gây sạt lở tại nhiều vị trí trên bờ biển. Tình trạng biển xâm thực tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển và khu dân cư ở đây. Bờ biển Xuân Hội, ảnh hưởng của mưa bão, nơi đây đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí ăn sâu vào đất liền từ 5m đến 7m. Hàng chục cây phi lao cũng bị bật gốc, gãy đổ. Sóng biển ăn sâu vào đất liền uy hiếp đến tuyến đê biển Hội Thống cũng như khu dân cư phía trong. Hơn 400 hộ dân của thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến đang hết sức lo lắng vì tình trạng sạt lở diễn ra rất nhanh. Liên quan đến sự cố sạt lở tại điểm trường Trung học cơ sở Lâm Phú đang trong quá trình xây dựng, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cho công bố tình huống khẩn cấp tại điểm sạt lở này, đồng thời tạm dừng hoạt động tại trường, khẩn trương di chuyển hơn 300 học sinh đến nơi học mới đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trường Trung học cơ sở Lâm Phú, trước mắt khối lớp 6 sẽ đến học ở điểm chính của trường tiểu học Lâm Phú. Các khối 7, 8, 9 học tại trường tiểu học Lâm Phú. Hiện nay, các ngành chức năng địa phương đang khẩn trương giải quyết sự cố sạt lở tại trường trung học cơ sở Lâm Phú, đồng thời yêu cầu xã Lâm Phú lập hàng rào, rao chắn, phân công người trực 24 trên 24 để cảnh báo nguy hiểm. Tại hiện trường, khối lượng đất đá lớn đổ xuống khiến công trình xô nghiêng về phía trước, gây hư hại nghiêm trọng. Công trình xây dựng ở trường trung học cơ sở xã Lâm Phú được khởi công tháng 8 năm 2023. Đến nay, tiến độ thi công của dự án đạt khoảng 80%. Trên đường chở hai con từ trường học về,
Khi đi qua cầu thì cả ba mẹ con bị nước lũ cuốn trôi. Được người dân lao ra ứng cứu nhưng chỉ cứu được hai cháu nhỏ, còn người mẹ bị nước cuốn trôi mất tích. Vụ việc tại tỉnh Nghệ An. Chiều qua, người phụ nữ sinh năm 1986 ở xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn đi xe máy điện đến trường để đón hai con. Trên đường chở hai con từ trường về nhà, khi đến cầu Ông Hân, xóm 4, xã Hoa Sơn, Anh Sơn, người này băng qua dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về, thì không may cả xe máy và ba mẹ con bị cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân gần đó cứu được hai người con, người mẹ bị dòng nước lũ cuốn trôi. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người mẹ cách hiện trường không xa. Trong lúc xuống suối, phụ bạn vớt xe máy lên, do nước quá lớn lại chảy xiết, nhiều luồng xoáy, người đàn ông 41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai không may trượt chân, bị nước cuốn trôi mất tích. Tối qua, lực lượng chức năng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Chiều qua, người đàn ông trên cùng người bạn đi làm rẫy về. Khi đi qua cầu Đắc Tơ thuộc ấp 5 xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, cả hai xuống dắt bộ xe máy qua cầu. Khi đến giữa cầu, xe của người bạn bất ngờ bị rơi xuống suối. Thấy vậy, người này xuống suối phụ bạn vớt xe máy lên. Tuy nhiên, do nước quá lớn lại chảy xiết, nhiều luồng xoáy nên anh đã bị trượt chân, bị nước cuốn trôi mất tích. Lực lượng chức năng xã Phước Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Đến 20 giờ tối qua, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Một tàu cá của người dân ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đang neo đậu tại bờ bắc sông Danh thì bị đứt dây neo, trôi ra phía cửa biển cách bờ khoảng 20 mét và bị sóng đánh làm lật tàu. Phát hiện vụ việc, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Danh đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ và hơn 70 người dân chuyển hai dây cáp neo loại lớn, buộc tàu cố định vào các trụ cảng nhằm hạn chế trôi dạt, chờ nước lũ giảm dần để tìm phương án trục vớt, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trên tàu không có người. Khi cách vùng biển Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông nam, một tàu cá bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. Trên tàu cá khi đó có 14 người dân. Tàu cá do ông Phạm Văn Tốt, ngụ tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 20 hải lý về hướng đông nam, thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. 14 người dân trên tàu cá rơi xuống biển. Ngoài ra, trên tàu đang chứa khoảng 20.000 lít dầu DO. Các thuyền viên lênh đênh trên biển, may mắn được hai tàu cá của người dân đánh bắt gần đó cứu vớt thành công 12 người dân đưa về bờ an toàn. Trong đó, một người dân bị đứt lìa 1/3 trên cẳng chân trái, được đưa vào trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo cấp cứu, sức khỏe ổn định. Hiện vẫn còn hai người dân mất tích. Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân sinh năm 1995 là nạn nhân trong trận lũ quét sạt lở đất ở thôn Lặng Nổ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai, đã tử vong do thương tích quá nặng. Tính đến chiều tối ngày 20 tháng 9, sau trận lũ quét sạt lở đất kinh hoàng ở thôn Lặng Nổ, đã có 54 người thiệt mạng, 13 người mất tích và 16 người bị thương. Số người an toàn được xác định là 87 người. Sau trận lũ quét, nạn nhân được tìm thấy và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, ngực, bụng, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch kheo trái, gãy phức tạp 1/3 trên hai xương cẳng chân trái, đã phải cắt bỏ chân trái, tay trái. Trước đó chấn thương rất nặng, bệnh nhân đã được chuyển từ Lào Cai lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực 2 bệnh viện Việt Đức. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân phải thở máy, lọc máu và hồi sức tích cực. Dù đã được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, nhưng do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã không qua khỏi. Đau xót hơn, 7 thành viên khác trong gia đình cũng bị trận lũ quét khủng khiếp lấy đi sinh mạng. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tính đến những ngày 17 tháng 9 năm 2024, thiên tai đã khiến 476 người thiệt mạng, trên 266.000 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Ước tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay là hơn 53.000 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, khó dự báo. Sau các đợt nắng nóng gay gắt, hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đặc biệt, những ngày vừa qua, với sức gió siêu bão vô hoàng lưu gây mưa lớn, cơn bão số 3 đã gây ra thiệt hại rất nặng nề, thậm chí phá vỡ nhiều kỷ lục về thiệt hại từ trước đến nay. Chỉ riêng về người, bão và lũ đã khiến 329 người thiệt mạng. Bên cạnh đó là gây thiệt hại rất lớn cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến chi tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm. Ước tổng thiệt hại do thiên tai từ đầu năm đến nay là hơn 53.000 tỷ đồng.
Công an Bình Thuận khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Long Thái Việt ở xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Trần Văn Thuận hay còn gọi là Tú Ác, 55 tuổi, được xem là ông trùm khai thác khoáng sản ở khu vực phía nam của tỉnh Bình Thuận trong hơn 20 năm qua. Việc khám xét nhà người này là bước tiếp theo sau khi Trần Văn Thuận bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Quá trình bị triệu tập điều tra, biết sắp bị bắt, khuya ngày 18 tháng 9, Thuận lên xe Lizard cá nhân định bỏ trốn. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã chia ra các tổ công tác truy tìm, đón lõng. Trưa ngày 20 tháng 9, khi Thuận vừa dừng xe tại một ngôi nhà ở thành phố Thủ Đức, đã bị các trinh sát tiếp cận bắt giữ khẩn cấp, sau đó áp giải đưa về huyện Hàm Tân thực hiện các biện pháp tố tụng tiếp theo. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc công ty do Thuận làm giám đốc sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với việc trốn thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với trữ lượng khoáng sản chênh lệch và thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản, khai thác tại phần diện tích chưa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho thuê, khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép, vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.824 mét khối cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp, khai thác lớp vật liệu săn lấp vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác theo chiều sâu 1 mét đến dưới 20 mét.